Mình đang là Quỳnh, hiện tại mình đang là sinh viên khóa 2 đại học FX. Và đây là bài tập môn kế toán buổi thứ 11 của mình. Thì đây nhá, mình nói ta sẽ có yêu cầu bài tập này. Và để có đề bài này, yêu cầu bài tập này. Đầu tiên là lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ và cuối kỳ. Thì ở đây mình sẽ lập đầu kỳ trước. Đây bao gồm tiền mặt này, tiền gửi ngân hàng, phải thu khách hàng, dư nợ, thành phẩm, công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu, phải trả người bán, dư nợ, đặc biệt đây là dư nợ, tài sản cố định hữu hình và hao mòn tài sản cố định hữu hình. Mình sẽ nhìn vào phần nợ, bởi vì nó thuộc vào tài sản. Còn phải trả người bán dư có, vay ngắn hạn thì thuộc vào nợ phải trả. Và lợi nhuận chưa phân phối, dư có, nguồn vốn kinh doanh. Mình sẽ ghi vào phần có, đây là về nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, chưa? Và đây hai bên bằng nhau, vậy là chúng ta đã đúng không ạ? Tiếp theo là định khoản các nghiệp vụ kinh tế, lập bảng cân đối phát sinh các tài khoản. Đây là phần mình đã làm rồi, là mình sẽ xóa đi nhá. Mình sẽ làm lại cùng với các bạn. Đây, xuất kho thành phẩm chuyển cho khách hàng, hàng thanh toán 1/2 giá trị tiền chuyển khoản với giá vốn là 130.000. Thì ở đây chúng ta sẽ có đầu tiên giá vốn hàng bán, đúng không ạ? Giá vốn hàng bán là 130.000. Vậy thì để mình sẽ xem giá vốn hàng bán là cái gì nhé. Vì thực ra là mình cũng chưa nhớ hết được các cái tài khoản kế toán, nên mình sẽ tìm cho nó đúng nhất. Thì là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Vậy đây giá vốn hàng bán là 632. Một này sẽ có nợ 632 là 130.000. Tiếp theo là xuất kho chuyển thành phẩm cho khách hàng, với thành phẩm sẽ giảm 155, sẽ là 155 này và giảm 130.000, và mình sẽ ghi vào phần có giá bán cả thuế giá trị gia tăng 10% là 330.000. vậy thì thanh toán 1/2 giá trị của tiền chuyển khoản, vậy thì tiền chuyển khoản sẽ tăng là 30.000 chia 2, đúng không ạ? Và phải thu của khách hàng cũng tăng. Phải thu của khách hàng tăng thì nó là với nợ, đúng không? Vì đấy là nợ phải trả và nguồn vốn. Nó là vẫn là phần tài sản, cũng là 165.000. Đó, đã cân rồi nhưng mà nó vẫn còn thiếu, bởi vì chúng ta còn cái phần thuế giá trị gia tăng này, đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ có, như vừa nãy mình đã tìm ra, đó chính là doanh thu bán hàng, đúng không? Là 1511 là 300.000. Khi đó chúng ta sẽ có thuế giá trị gia tăng là mua nguyên vật liệu nhập kho trừ vào số tiền trả trước cho ngày bán theo hóa đơn cả thuế giá trị gia tăng 10%.
Nhưng mà liệu tăng bao nhiêu ạ? Tăng 200 đúng không ạ? Bởi vì là cả 10% thuế giá trị gia tăng mới là 220.000 thì cả gốc của nó sẽ là 200. Tất nhiên ở đây nó chỉ cũng có là phải thu người bán giảm. Cán bộ quản lý doanh nghiệp 10.000 không tăng tiền mặt, vậy thì tiền mặt sẽ giảm 45.000. Quản lý bộ phận bán hàng thì mình sẽ ghi vào mục chi trả cho bán hàng là 641, chi phí dành cho bán hàng này. Còn chi trả cho bộ phận quản lý doanh nghiệp ghi vào chi phí quản lý doanh nghiệp 642 là 10.000. Tiếp theo ý 4, thanh toán cho người bán bằng tiền vay ngắn hạn 95.000 thì phải thu của người bán giảm. Tiền gửi ngân hàng 100.000. Vậy tiền gửi ngân hàng sẽ tăng. Tiền ngân hàng 112 tăng 100.000. Phải thu khách hàng sẽ giảm 100.000 đúng không ạ? Bởi vì là người ta thì sao nhỉ? Người ta đã đặt cọc trước. À không, người ta đặt cọc thì có nghĩa là làm sao nhỉ? Thì người sẽ được trả 100.000 như mình có đúng không ạ? Phải thu khách hàng 100.000. 6, khách hàng thanh toán toàn bộ số tiền hàng gửi bán kỳ trước bằng tiền mặt theo giá hóa đơn của cả thuế giá trị gia tăng 10% là 110.000. Lại có thuế giá trị gia tăng nữa, thanh toán bằng tiền mặt, vậy thì nợ tiền mặt tăng 110.000. Khoản thu của khách hàng giảm 110.000. Hao tài sản cố định hiện 25.000, trong đó dùng cho bán hàng 12.000, còn các còn lại là các bộ phận quản lý doanh nghiệp. Vậy thì hao mòn tài sản cố định hữu hình mình sẽ tìm ở trên phần tài sản nhé. Đây, hao mòn tài sản cố định thì sẽ là mục 214. Vậy thì đó là phần tài sản mà giảm đã có 214. Thuế giá trị gia tăng là 440.000, chi phí vận chuyển là 20.000, chưa tính 10% thuế giá trị gia tăng, thanh toán 50% bằng tiền mặt. Vậy thì ở đây
hàng hóa sẽ là thuế giá trị gia tăng được khấu trừ là 40.000. Tiếp theo chi phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển ở đây mình sẽ tính vào chi phí khác. Chi phí khác sẽ là 811 là 20 20.000. Giá trị gia tăng được khấu trừ 2.000. Quên chưa? Tiền mặt tăng 50% bằng có phải thu khách hàng cùng bán hàng hóa có giá trị vốn là 90.000, giá cả thuế giá trị đã tăng 10% và 550.000 khách hàng chưa thanh toán. Vậy thì giá vốn hàng bán là 90.000. Khách hàng 550k bởi vì người ta chưa thanh toán. Doanh thu là 500.000 đúng không ạ? Và thuế giá trị gia tăng được khấu trừ là 50.000. Đó, vậy là mình đã xong. Cái tiếp theo chính là tạo bảng cân đối phát sinh các tài khoản. Thì mình sẽ tạo luôn ở đây nhé. Đầu tiên là tài
Lợi nhuận chưa phân phối thì sẽ là 421. Vốn kinh doanh sẽ là 411. Ở đây mình sẽ thấy là nó sẽ phát sinh rất là nhiều cái, đúng không? Đầu tiên sẽ là thuế, và 511. Là mình đã biết được nó chiếu được thừa đâu nhé, thì mình sẽ thêm vào
là có thì cũng tương tự mình có cũng cứ làm sao mình cũng chỉnh sửa một chút thì có vẫn là một một hợp là C3 và không bằng nhau thì nó sẽ sinh ra những sự thất thoát và sự thay đổi. Đấy, ở đây mình lại thấy nó không bằng nhau rồi đấy. Mm-hmm.